Chào anh em, mình là Duy và hôm nay mình xin được giới thiệu đến với anh em mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Bentley. Đó là chiếc đồng hồ Bentley BL1869 101 MKWi. Anh em nhìn form và dáng như này thì anh em liên tưởng đến thương hiệu xa xỉ nào ạ? Đó là mặt khá là giống chiếc Patek Philippe, đúng không ạ? Tiểu Patek Philippe. Chiếc Bentley này thì có size mặt là 39, nhưng mà form vuông này thì nó sẽ tương đương với khoảng size 40.5, 41, nhưng mà cũng khá là lên tay khi mà lắc tôi lắc khá ngắn. Đó, chiếc Bentley này thì đơn giản thôi, 3 kim 1 lịch. Cọc kim thì được làm bằng thép không gỉ mạ PVD, có được phù lum ở mặt trước. Đấy, như anh em có thể nhìn thấy những cọc số phù lum. Kim giờ và kim phút cũng được phủ dạ quang. Bentley BL1948 đó là năm sản xuất và thương hiệu Made in Germany. Chiếc đồng hồ này đến từ thương hiệu Đức. Nó logo được khắc vân chữ B. Đó là logo của Bentley. Bộ khóa khá là hay. Đấy, như anh em nhìn sợi dây này. Sợi dây ba chỉ trông rất là cứng cáp và khá là phong cách. Chiếc Bentley này thì có khá là nhiều màu đấy. Đó, như chiếc khóa này thì anh em sẽ buộc phải khóa cố định một bên này trước, và sau đấy anh em sẽ đóng vào bên này. Đó, logo hình chữ B, Bentley. Bentley này là hàng nhập khẩu chính ngạch BL1869, 3 ATM, kính sapphire, made in Germany. Đó, chiếc đồng hồ Bentley này thì đang được David Watt bán với mức giá là 3.450.000 bán off tại cửa hàng. Thì anh em nào mua on có thể liên hệ sớm cửa hàng để được mua với mức giá tốt hơn, chỉ ngoài 3 triệu một chút thôi. Đó, anh em có thể nhìn thấy này, mặt dial trông khá là đẹp, được khắc hình địa cầu đấy ạ. Với size này thì khá là dễ lên tay. Cái tay em 17.5 thì chắc chắn nó sẽ rất là đẹp rồi. Đấy, mời anh em chiêm ngưỡng. Size này thì dành cho những anh em có cổ tay khoảng 15.5 đến 16 trở lên thì anh em đeo mới vừa được. Chứ nếu mà size tay anh em khoảng tầm độ 15, hơn 15 tí đổ xuống thì sẽ rất là khó đeo. Chiếc Bentley này thì có mặt được đánh bằng phay xước. Đó, anh em có thể nhìn thấy đường được đánh bằng phay xước, và cạnh bên cạnh thì sẽ là bằng phay bóng. Tuy nhiên toàn thân và hai bên hông thì sẽ đều được đánh bằng phay xước, sẽ hạn chế sức dăm tối thiểu cho anh em. Tổng thể thì chiếc Bentley này với mức giá chỉ hơn 3 triệu thì có khá nhiều option. Đó, kính sapphire, thương hiệu tốt và chất mạ cực kỳ đẹp. Và anh em nào mua có thể liên hệ sớm đến DS Watt với số Zalo là 0868 868 488 để được tư vấn và đặt hàng. Xin cảm ơn anh em.